Em chào các bác nha, em đến từ shop đồ Đông Sơn. Thì hôm nay em sẽ không làm về cái video về bụng vũ sự nữa. Thì em sẽ làm một cái video về trả lời những câu hỏi thắc mắc của khách hàng. Và khách hàng họ không biết, nhưng mà em nghĩ là em sẽ nói qua cái video này để cho họ biết hơn. Thì cái thứ nhất là cái thắc mắc của về giá cả bên em. Em nói thẳng luôn là giá cả bên em không đắt. Và cái chất lượng bên em cam kết là không đắt. Cái chất lượng bên em là quá là chất lượng. Em bán chất lượng chứ không phải em bán về giá cả nha các bác. Nên các bác phải hiểu cho em như thế này này. Là bác mua hàng rẻ thì các bác có đảm bảo là các bác nhận được hàng chất lượng không? Đấy, các bác trả lời em đi. Bác mua hàng ví dụ như là các bác nếu mà các bác thích hàng rẻ thì em sẵn sàng em không bán cho các bác, em nói thật luôn. Còn nếu mà các bác thích hàng chất lượng thì em sẵn sàng em bán cho các bác. Thì về mức giá em có thể giảm giá cho các bác 100, 200 nghìn không thành vấn đề. Thì coi như lộc đầu năm thì em giảm giá cho các bác thì kiểu như là lên mối quan hệ thôi, chả vấn đề gì. Nhưng mà nhiều bác đòi giảm 1 đến 3 triệu thì em lấy gì em ăn bác? Em còn trả lại đến cỡ đấy thì các bác nghĩ coi, thì 1 đến 3 triệu coi các bác nghĩ coi thì em lấy cái gì em ăn uống trời. Đó, nên các bác phải nghĩ bác thương em. Em đã bán hàng chất lượng cho các bác rồi, còn còn các bác trả giá nữa em sẵn sàng em không bán. Em nói thật luôn, em không bán cho những cái bác mà trả giá quá sâu. Thà như em trả 1-200 thì em còn còn lấy kiểu như lì xì cho các bác lộc đầu năm vậy, không không thành vấn đề gì. Cái đấy em càng càng lại vui vẻ hơn khi các bác nhận được cái những cái món quà ví dụ như 1-200 đồng lì xì của em. Còn 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 bác nào thì cứ 1 đến 3 triệu bác trả cứ vậy, thì các bác mua hàng tàu à? Hàng của bên em thì hàng loại một, mà các bác trả giá vậy thì em bán sao được cho các bác. Nên là tùy bác thôi nhá. Nếu mà các bác sẵn sàng muốn mua hàng chất lượng mà các bác không quan tâm đến giá cả thì cứ liên hệ qua cho em. Còn bác nào mà quan tâm đến giá cả, mà giá cả chắc chắn quan tâm, nhưng mà bác trả giá gì mà sâu thế, thì em cũng nói luôn cho các bác biết là em không bán. Thì đó, thì các bác nghĩ sao, nghĩ như em chỉ bán những cái mức giá của em đưa ra và cái chất lượng đi đều và cái bảo hành là tuyệt đối rồi. Các bác em cũng nói nhiều qua những cái video rồi, là 10 năm về màu, 20 năm về chất lượng. Ở đâu 10 năm về màu, trọn đời về chất lượng, về cái chất liệu đồng nha các bác. Còn còn cái nữa là bảo hành với lại ấy, với lại dịch vụ, với lại qua em kiểm tay, tay em đây em kiểm tra coi xem coi có những cái lỗi nào để em vứt luôn cái bộ đây, em sẽ gửi cho các bác những cái món mới. Còn có nhiều khi các bác mua hàng lỗi về thì mua hàng rẻ phải chấp nhận thôi, đúng không? Còn bên em là hàng phải chuẩn thì mới giao hàng nha các bác. Hàng phải chuẩn thì mới tới tay các bác được. Đó. Bên em rất là nghiêm khắc về những cái mặt hàng. Khi khi mà hàng em đúc xong rồi qua tay em kiểm tra đúng hàng, em gửi cho các bác, em sẽ bên em có đội ngũ là đóng gói hàng, em sẽ đưa cân nặng đúng cho các bác cái cân nặng cái bộ đấy luôn và gửi đúng cái bộ đấy cho các bác luôn, cho các bác yên tâm về những cái sản phẩm bên em. Đó, về cái chất liệu, về cái giá cả là như vậy. Nói chung các bác về mua về cái giá cả, nói chung là tiền nào của đấy. Nếu có mua tiền thấp thì nói chung là chất lượng thấp, tiền cao thì chất lượng cao. Mặt hàng, mỗi mặt hàng khác nhau chứ không phải loại nào giống nhau nha các bác. Nên các bác nên là suy nghĩ trước khi mua hàng, là nên là mình nên là những đừng có thấy rẻ mà ham. À,
ham vì rẻ chết vì tiền đấy, các bác nên là để ý nhá. Các bác nào mà cần gì thì cứ liên hệ qua cho em 0963378563, Zalo của em cũng là 0963378563, thì các bác cứ liên hệ cho em qua số điện thoại này rồi em sẽ tư vấn cho các bác một cái bộ ngôn sự nó phù hợp nhất, tránh cái trường hợp mà các bác bị lừa hay cái gì cả. Em không muốn khách hàng của em gặp những cái vấn đề đấy nha các bác. Thì các bác cứ liên hệ qua cho em nhé. Em chào các bác.